Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, tình dục là nhu cầu sinh lý không thể thiếu trong cuộc sống và dường như nó là một vị thuốc để duy trì hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Thế nhưng có rất nhiều yếu tố dẫn đến chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng gặp trục trặc, trong đó có chuyện yếu sinh lý, liệt dương và xuất tinh sớm ở nam giới. Vậy thì liệt dương và xuất tinh sớm là gì? Cách khắc phục như thế nào? Ngày hôm nay thì Sống Khỏe cùng IDC Life sẽ cùng đồng hành với quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác sĩ để cùng tìm hiểu và được cung cấp những thông tin bổ ích. Xin được trân trọng giới thiệu đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, trước tiên thì có nghĩa muốn bác sĩ có thể chia sẻ một vấn đề mà được khá là nhiều quý vị khán giả quan tâm, đặc biệt là đấng mày râu. Đó là bệnh liệt dương là gì? Và có rất là nhiều những cái căn nguyên tác động đến hoạt động của dương vật khiến cho cậu nhỏ không hoạt động theo đúng ý muốn, phải không ạ? Liệt dương ở nam giới thì là một cái tình trạng rối loạn suy giảm chức năng tình dục ở nam giới, bệnh khiến cho dương vật không đủ cương cứng hoặc là có cương nhưng mà không đủ cứng để tiến hành giao hợp. Cái bệnh rối loạn cương dương, liệt dương này thì mắc rất là phổ biến ở nam giới. Tuy nhiên vì đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, cho nên là ít được nêu lên hoặc bàn cái rộng rãi ở trên xã hội. Và theo nghiên cứu thì là nam giới từ độ tuổi 40 trở đi thì có cái tỷ lệ khoảng 5% có biểu hiện rối loạn cương dương, và khi trên 65 tuổi thì có khoảng 15 đến 25% có cái dấu hiệu của rối loạn cương dương, liệt dương. Hiện nay thì khoa học thì đã chứng minh là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng liệt dương thì bao gồm hai cái nhóm nguyên nhân chính, là nhóm nguyên nhân về tâm thần và cơ thể. Hai loại này thì có thể là tồn tại riêng biệt hoặc là phối hợp với nhau. Tôi xin chia sẻ một số nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là tuổi tác. Đây là cái nguyên nhân rất là phổ biến, hầu như là phổ biến nhất của cái liệt dương, vì là theo tuổi tác thì càng ngày thì cái lượng testosterone sản xuất trong cơ thể sẽ ngày càng giảm sút. Cùng với đó là cái sức khỏe của nam giới cũng giảm dần theo tuổi tác. Vì vậy mà rất là thường gặp cái rối loạn cương dương ở những người từ sau 30 tuổi, đặc biệt là sau 40 đến 60 tuổi. Thứ hai là tâm lý. Trong cái môi trường xã hội hiện nay thì con người thường phải chịu nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống, từ mọi gánh nặng về gia đình, xã hội. Vì vậy là cũng góp phần là một nguyên nhân có thể gây liệt dương. Theo đó là những cái thói quen sinh hoạt hay sử dụng những cái chất kích thích như là rượu, bia, các chất có cồn, cà phê là những chất có nguy cơ gây nên liệt dương và yếu sinh lý. Tiếp đến là cái thói quen sinh hoạt không điều độ, đặc biệt là cái thói quen hay thủ dâm ở nam giới. Như vậy hai cái thói quen này thì nó có thể gây nên cái rối loạn cái chức năng cái tình dục và có thể làm nặng thêm và trầm trọng thêm cái bệnh liệt dương. Tiếp đến là càng về tuổi cao thì thường hay dễ mắc các bệnh về bệnh mãn tính, bệnh như tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Và những cái bệnh này ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt cơ thể thì còn có thể gây ảnh hưởng về cái hoạt động tình dục, về cái sức khỏe tình dục, có thể là nguy cơ và là nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, liệt dương. Tiếp nữa là những cái thói quen sử dụng thuốc bừa bãi hoặc là quá trình điều trị mà có tác dụng phụ của thuốc để trị những cái bệnh đó, như là các thuốc điều trị bệnh tâm thần kinh này, bệnh thần kinh, bệnh tâm thần, bệnh huyết áp, tiểu đường. Một số loại thuốc đều có tác dụng phụ có thể gây rối loạn cương dương, gây liệt dương, giảm ham muốn và giảm cái khả năng sinh lý. Có lẽ là cả công nghệ cũng như là bác sĩ Tô Hiệu cũng đã gặp phải những cái vấn đề này rồi. Phải chăng ạ, rất là nhiều những yếu tố như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của nam giới, đặc biệt là sức khỏe sinh lý. Bác sĩ có thể chia sẻ điều này cùng với quý vị khán giả được không ạ? Tâm lý là yếu tố chiếm đến 20% nguyên nhân gây nên cái rối loạn cương dương, liệt dương. Những khi mà chịu áp lực căng thẳng từ công việc, cuộc sống cũng như là những trải qua nhiều biến cố trong gia đình và trong cuộc sống thì có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của nam giới. Chính điều đó làm cho nam giới cảm thấy lo lắng, tự ti, sợ hãi, rồi từ đó có thể gây suy giảm cái hưng phấn, suy giảm cái ham muốn tình dục và từ đó có thể dẫn đến khả năng bị liệt dương cao hơn. Bác sĩ Tô Hiệu có thể chia sẻ bệnh liệt dương cũng như là xuất tinh sớm có những cái triệu chứng điển hình như thế nào để giúp cho những quý ông có thể nhận biết sớm và từ đó chúng ta thăm khám. Bên cạnh đó thì liệt dương cũng như là xuất tinh sớm có thể chia ra thành những cái thể khác nhau hay không? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả cũng như là công nghệ điều này ạ. Cái dấu hiệu liệt dương của nam giới thì rất khác nhau tùy theo từng cá thể, từng bệnh nhân. Tuy nhiên là theo Hội Nam học Thế giới thì liệt dương ở những tùy từng mức độ sẽ có biểu hiện lâm sàng khác nhau và thường là chia thành 3 mức độ: mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng. Mức độ nhẹ thì bệnh nhân vẫn có cái ham muốn như bình thường, dương vật thì vẫn có thể cương cứng, tuy nhiên là cái thời gian cương cứng của nó sẽ ngắn hơn và nhiều khi là bệnh nhân dễ xuất tinh sớm, có thể xuất tinh ngay khi vừa chạm vào âm đạo của phụ nữ. Đây là mức độ nhẹ. Mức độ trung bình là có sự suy giảm cái ham muốn tình dục và dương vật thì mất một thời gian khá lâu để có thể cương cứng và sẽ giảm cái số lần, giảm thời gian xuất tinh, và chính vì điều này thì làm cho nhiều nam giới rất là khổ sở và băn khoăn. Thứ ba là mức độ nặng. Mức độ nặng thì bệnh nhân mất hẳn cái ham muốn tình dục và dương vật cũng không thể cương cứng được nữa. Còn xuất tinh sớm thì là hiện tượng cái người đàn ông không thể kiểm soát được cái hoạt động xuất tinh theo cái ý muốn của mình trong cái cuộc giao hợp. Nói khác thì là người nam giới có thể xuất tinh rất là sớm, dưới 1 đến 2 phút, và có thể là xuất tinh ngay khi vừa chạm vào cô bé. Chúng ta thấy rằng là chuyện chăn gối, chuyện thầm kín là câu chuyện phải đến từ cả hai phía, đúng không ạ? Thế nhưng mà đôi khi đấng mày râu gặp phải tình trạng này thì thường thì họ khá là tự ti, và vợ của những đấng mày râu này thì nghĩ rằng là chồng là một người vô tích sự. Đây là một cái tình huống có lẽ là có thật trong rất là nhiều những cặp đôi trong đời sống. Bác sĩ thì có suy nghĩ gì trước tình huống này? Người mắc bệnh liệt dương thì thường rất là tự ti, mặc cảm, vì thế là thường ít đến các cơ sở y tế để khám và chữa bệnh. Vì vậy rất là khó để khắc phục những cái chứng bệnh này và gây hệ lụy xấu đến bản thân cũng như giống như là đến cái cuộc sống hôn nhân gia đình. Và chứng bệnh liệt dương thì có thể làm cho đàn ông rất là ngoài suy giảm sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì có thể làm cho ảnh hưởng rất lớn đến cái lĩnh vực về tâm lý, về tâm thần của nam giới, làm cho lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, từ đó dẫn đến hệ lụy là ảnh hưởng đến tình yêu của đôi lứa, và có nhiều trường hợp dẫn đến những cái nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Chính vậy mà trong phác đồ điều trị thì người ta có một cái liệu pháp gọi là liệu pháp tâm lý. Cái người đàn ông mắc bệnh cần phải là giải tỏa về tâm lý, giảm căng thẳng, lo lắng, và đặc biệt là cần chia sẻ bạn tình về cái bệnh lý của mình, để từ đó cùng tìm ra cái hướng khắc phục để tốt nhất cho cả hai. Hiện nay thì công nghệ thấy rằng là có rất là nhiều những cái sản phẩm được bào chế từ thảo dược, đúng không ạ? Mà thảo dược thì khá là lành tính. Liệu rằng là có những cái sản phẩm như vậy hay không được Bộ Y tế cấp phép cũng như là uy tín, chất lượng để giúp cho những đấng mày râu chúng ta tăng cường chức năng sinh lý, đặc biệt là với những đấng mày râu đang phải trải qua tình trạng là xuất tinh sớm và yếu sinh lý, thưa bác sĩ? Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại thuốc có tác dụng nhanh, tức thời như là thuốc bôi, thuốc uống, thuốc tiêm, thậm chí là có một vài cái thủ thuật kỹ thuật nhỏ nữa. Tuy nhiên là các loại này thì chỉ có tác dụng tức thời và tạm thời. Vì vậy mà chúng ta nên sử dụng một số cái sản phẩm điều trị theo cái cơ chế, theo cái bản chất sâu xa của nó. Trong đó các sản phẩm đông y là thường là theo những cái nguyên nhân cơ chế điều trị như vậy. Thế và đông y thì cũng có rất là nhiều biệt dược và sản phẩm để điều trị, như là bổ thận âm, bổ thận dương. Ví dụ như là có sản phẩm bổ thận nam Viking Man, hay là các loại bổ thận khác. Tuy nhiên là chúng ta nên sáng suốt để lựa chọn những cái sản phẩm uy tín và được cấp phép sản xuất của Bộ Y tế nước ta, thì sẽ đảm bảo về thứ nhất là độ an toàn và cái mức độ hiệu quả đã được kiểm chứng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102 hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.